canh chừng cuối phục tích. Chuyên thu mua tài khoản WeChat. Từ một tháng đến trên vài năm. Nhận xác minh y tế. Nhận quét mã QR. Ok, hello, mình xin chào cả anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ đi C4 nha anh em. Đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ đi C4 anh em ạ. Thì cũng lâu rồi mình không có đi C4 nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ đi C4 cho anh em trải nghiệm nhé. Xem chùm cuối đi C4 như thế nào nha. Nói chung thì mình chơi C4 này thì cũng khá là dở anh em ạ. Nhưng mà cũng cố mong mang làm một vài clip cho anh em xem thôi. Làm zombie hoài thì anh em cũng ngán. Có thanh niên ở dưới hầm này. Hầm cầu A nè, hầm cầu B chứ. Đâu rồi, nấp trong góc này. Này thì nấp nè. Rớt luôn C4 ở đây rồi anh em ạ. Rồi hết thời gian luôn rồi. Bốn không rồi. Rồi, giờ thì mình sẽ cố gắng lật kèo lại nha nè. Thì cố gắng làm sao mà để mà không có thua trận nào anh em ạ. Cho của bông khói nè. Có thanh niên mới lò ra đây nè. Thanh niên nó ra bắn từ lửa ăn của bom đi. Ra quang bom xong nó chạy vào rồi nữa mà. Chắc là không có ra lại rồi. Có thanh niên ra nè. Đâu rồi. Này thì ra nè. Ui, thanh niên này tới luôn rồi nè. Hên mình quay lại kịp anh em ạ. Không là dễ ngẫm cái pha đó rồi. Chạy thôi. Nói chung thì anh em hôm nay xem cái video này anh em thấy cái gì đặc biệt không? Khá là nhiều anh em chơi nhân vật robot nha. Nói chung thì nó đang có chương trình đấy. Nên là anh em vào chơi là sẽ nhận được nhân vật này vĩnh viễn mà. Nên là thanh niên nào cũng chơi nha. Ui, thấy cái nó bắn ở đây nè. Đây rồi. Ui, trời. Một gọi điện thoại tới cả nó lát cái điện thoại anh em ạ. Rồi, còn một thanh niên nữa thôi. Đặt C4 đi bạn ơi. Hơi đau mà tìm cho mệt. Đúng rồi, đặt C4 đi. Rồi, thanh niên kia không biết ở đâu rồi nè mày. Về canh C4 rồi. Rồi, xong luôn rồi nè. 4-1 nha. Rồi, giờ không biết đi đâu đây anh em ạ. Chắc lại tiếp tục ra mid thôi. Quăng quả bom khói ở đây nè. Không có thanh niên nào ra rồi. Ăn quả bom nè. Vào luôn nha nè. Không có thanh niên nào hết cha. Ui còn có một thằng nữa à. Rồi chết luôn. Đấy, bên mình hiện tại đang cố gắng gỡ lại nè mọi. Nói chung gỡ lại cũng được 2 ván rồi. Còn 2 ván nữa là hòa rồi. Mà 3 ván là coi như là lộn ngược dòng anh em ạ. Thanh niên này ra mic sớm thế. Ui, thanh niên kia ôm C4 đi khu B rồi đó mày. Mình cảm nhận sao có thanh niên nào đi lối này nè. Nó biết ngay mà. Nên mình vào mình chặn lại chứ mình mà đi lối kia nữa là nó ra nó dứt mà sao rồi. Có ra không? Ăn của bom này. Bao ném vào đó không được các bạn ạ. Hên mình không có chui vào, chui vào là lãnh nguyên của bom của nó là. Còn 3 đều à. Còn 3-3. Rồi thanh niên kia chết rồi. Rồi tấn công khu B luôn. À khu A chứ. Mình cứ hay bị nhầm khu A với khu B đâu. Khu B thì nó nằm ở bên kia chứ, khu A bên này đúng rồi. Rồi, chưa kịp nếm quả chán, thanh niên kia chết luôn rồi. Úi trời, hèn quá. Lượm ngay sọt cái nào ạ. Rồi, 4-3.
tiếp tục ra giữa mid nha. Cứ vậy mà đánh ra đây mà. Ui, hai thanh niên súng nhám luôn. Lại ăn quá. Ui, thanh niên này ra sớm thế. Không để ý là coi như là lậm máy. Nó lui về cho nó chắc ở đây mà. Ôi, thanh niên kia trong hầm chết mất tiêu rồi. Ui, thanh niên này lên này. Ôi rồi, xong luôn. Còn 2, còn 3 bên mình 2 thôi anh em ạ. Không biết thanh niên, mấy thanh niên bên mình sẽ chiến đấu như thế nào đây. Thanh niên này có cặn ngon thế. Rồi, đặt bom đại đi bạn ơi. Quăng quăng nó ra nó xiệt cái giờ. Ui, thanh niên vào nè. Rồi, còn 1 thôi. Ui trời, thanh niên gỡ bom rồi kìa. Rồi thôi, clip của mình tới đây dừng luôn nha anh em. Chào tạm biệt tất cả anh em nha.